Xin chào mọi người, hôm nay bonsai rẻ giới thiệu với mọi người phôi xanh Nam Điền, hàng cắt truyền lùn xanh Nam Điền, ôm tiểu cảnh, giả đá đã hoàn thiện. Lộc vừng, củ vệ đẹp giá rẻ. Mỗi cây em sẽ ghi mã số và giá cả công khai rõ ràng. Mọi người mua cây bằng cách chốt qua số Zalo hoặc số điện thoại ở trên góc màn hình. Được vận chuyển qua dịch vụ cây cảnh của Viettel, miền Bắc thì 2-3 ngày, miền Nam thì 4-5 ngày là sẽ tới nơi. Tới nơi kiểm tra hàng, thanh toán rồi mới phải trả tiền. Tư duy về cây của mỗi người hay mỗi vùng miền thì nó đều khác nhau. Miền Bắc thì thích chơi kiểu phôi lùn lực cắt truyền như thế này. Em ở miền Nam thì lại có lối làm cây là đi dây kẽm kéo xương, chơi bông tàn. Cái cốt lõi thì là đều hướng tới cái đẹp và sự tinh tế. Nghệ thuật thì không bao giờ có trang cuối cả. Mỗi người một cái góc nhìn. Thế thì anh em mà hợp với phong cách nào thì mình chọn cây theo kiểu đấy. Cắt giật toàn bộ chưa chắc đã đẹp, cần đi dây để lấy độ co lắc. Có những chi tiết thì lại phải cắt giật để lấy độ tự nhiên. Thế thì bọn ông chơi rất nhiều phong cách nên là mọi người hãy lựa chọn cho mình nhé. Vâng, đầu tiên là mã lộc vừng. Lộc vừng mã K1, giá là 550.000, bao phí ship. Cây có chiều cao là 40 cm, tán ngang là 45, củ bệ là 34. Cây đã hoàn thiện thì rất là duyên dáng. Hàng này về có thể thả nước chơi, phối vào tiểu cảnh non bộ của mình được luôn. Mọi người nuôi tốt thì sau này nó buông những cái dây hoa ở trên này rất là đẹp. Cái hàng lộc vừng thì mình chơi cái dáng đầu tiên, đến hai là cái phần củ bệ. Mã K1 giá là 550.000, bao phí ship. Cây thứ hai là mã K2, giá là 550.000, bao phí ship. Cây có phần dáng rất là đẹp, đang lên lộc. Vẫn cây cao 40 cm. Phần củ bệ rất là quạt quại, 35. Tán ngang 33. Đây là vết sẹo vết lũa nha mọi người nhé, rất là cứng, không có bị thối thân đâu, nên là mọi người yên tâm những vết như này, nó líp vào thì càng đẹp. Cây này có mặt này rất là đẹp đấy mọi người này, mặt chơi của nó rất là đẹp. Mã K2 là 550.000, bao phí ship lộc vừng. Tiếp theo là cây xanh Nam Điền, mã K3, giá giao lưu là 650.000, bao phí ship. Cây có chiều cao là 15 cm, một cây trực lắc, có bộ đế rất là đều, rất là đẹp, trải đều mặt chậu, cút to, tay cút mềm dẻo này, ra đây cắt truyền này, đã định hướng hết cho mọi người rồi. Cây có phần chân bệ rất là đẹp, dáng lắc rất là dẻo, không có lỗi lầm gì cả. Tay cút mọi người nhìn thấy được cắt truyền này, nó đã líp hết rồi đây. Đây. Ngọn lắc lên đây nhá. Mã K3 650.000, bao phí ship cho mọi người. Là mã K5, một cây Nam Điền ôm tiểu cảnh, 860.000, bao phí ship. Đây là phần chân nó đấy nhé mọi người. Đấy. Cái này là phần giả đá, chắc mọi người biết rồi, đá giả thôi, làm tiểu cảnh ôm chơi thôi.
những cái dây nhôm này nó cũng đã chịu rồi, mọi người về có thể tháo ra được. Ca nạp là 860.000, bao phí ship. Cây có chiều cao từ đáy này đến đỉnh này là 45 cm, tán ngang là 40. Tiếp theo là mã K6, giá giao lưu là 960.000 và bao phí ship. Người có thể thấy là cây rất là quằn quại, đường thân này rụt rịt này, nó líp vào với nhau này. Bông tàn này thì cũng đã hoàn chỉnh, bật mầm lá nam điền nhỏ nhỏ rất là đẹp này. Mọi người về có thể tháo dây được rồi nhá, chịu dây rồi đấy. Mình đi những cây như này, mình chơi cái dáng của nó, mình đi dây kẽm để lấy độ mềm dẻo, như một cây dáng dáng làng. Mẫu K8 có giá là 960.000. 960.000 bao phí ship cho mọi người. Cây có phần rễ buông này rất là đẹp đây mọi người này. Rồi, tiểu cảnh ép vào thì cực là đẹp. Phần thân rất là quằn quại nhé. Đấy, nhìn phần thân phần dáng của nó rất là đẹp. Ôm vào treo leo trên vách đá, nhìn xa ra. Đấy. Nó rất là cân đối với lại cái viên tiểu cảnh này. Này nó ôm treo leo một bên đây. Phần dưới đây, phần thân này nó bò trên mặt. Nó có chân luôn đấy. Nhưng mà đây mặt sau. Mặt sau đây mọi người nhá. Mọi người có thể thấy rõ. Và bông tàn của nó rất là đầy đủ rồi. Đang lên lọc xanh mướt rồi. Đến với mã K9. K9 là một phôi xanh nam điền. Bim bim cục đây. Giá là 700.000, em bao phí ship. Mọi người có thể thấy là cây chiều cao nó chỉ khoảng 15 cm. Toàn bộ của nó là một cái cục liền lạc, liền khối. Không có đóng ghép gì mọi người nhá. Những cái cục như này không có đóng gì đâu. Mọi người có thể thấy là hàng này đã được cắt truyền rất là nhiều này, làm chân kỹ này nó mới ra được những cái chân như này, nó làm bệt luôn ở trên chậu này. Mọi người nuôi thì nó sau này thì sẽ được một cây ba vai rất là đẹp, rất là lùn lực, nhìn đường thân thì rất là mạch lạc, có độ quái, cây được có chiều sâu ở đầu này thì vươn ra đằng trước này, đầu này về phía sau này. Đấy. Đây lên ngọn này, đây bông này, bông đệm này, đây bông, đây bông. Đấy, mọi người có thể thấy là cây nó định hướng rất là chuẩn rồi, không có thiếu gì đâu. Mình chỉ việc nuôi thả cho nó kéo những cái thẹo này vào, thẹo này vào thì sau này nó líp líp vào thì nhìn nó càng đẹp. Đấy, những cái dây này là buộc là làm từ nhỏ đấy, cây được uốn từ nhỏ đấy. Mã K9 giá là 700.000 cho một phôi bao vai củ cục, nó rất là tương lai. Mọi người đến cái mã K10 có giá giao lưu là 860.000, em bao phí ship cho cái phôi này. Mọi người có thể thấy đây là một phôi nam điền có đường thân rất là đẹp.
làm theo lối ba vai. Mọi người thấy đây cái lon bia này để so sánh nhé. Đấy, lon bia Hà Nội để biết được cái độ to của nó. Dáng đẹp nhé, dáng đẹp, mọi người nhìn cái đường thân này rất là thích mắt này. Đấy, cuộn tròn, vừa có độ mềm dẻo này. Đấy, hàng cắt giật này. Đấy, mọi người nhìn cắt những cái này nó đã kéo gần xong rồi đấy. Những cái cút này rất là to, tùy mọi người về có thể làm ra hoặc là cắt giật tiếp liên lạc một thân nhé, không có đóng ghép gì cả những cái cây này. Em không nói đóng ghép là xấu là không tốt, đóng ghép rất là tốt, nhưng mà đóng ghép thì bảo đóng ghép, mà không đóng ghép thì sẽ nói là không đóng ghép. Hàng này mọi người về đem thả lên nóc nhà cho nó ép già, cho nó trắng trắng ra thì thôi rồi. Nhìn cực thích luôn đấy. 860 ngàn nhá, em bao phí ship. Đến mã tiếp theo là mã K11. Mã này có giá là 750 ngàn. Đấy, em bao phí ship cho anh em. Cũng là một cây làm kiểu ba vai đây. Dáng cây này cũng rất là đẹp, rất là phiêu. Mọi người nhìn chân nhé. Đấy, từng cái chân này được đột để nó ra được những cái rễ đẹp như này. Anh em nuôi thì nó sẽ bò ở trên mặt chậu như này. Đấy, đây là kỹ thuật làm rễ nhé. Khi anh em đột thì nó sẽ ra những cái rễ như này, nó bò trên mặt chậu như này. Đấy, từ đấy mình có bộ bệ đẹp. Đây là mặt sau, đây cắt truyền nó đã kéo gần xong rồi nhé. Bên này này, người nhìn cái dáng cây này cũng rất là đẹp, thân quằn quại, cây cũng cao chỉ có 15 cm thôi. Em xem thì biết là em làm cái hàng mini này nó cũng có chiều cao, nó chỉ loanh quanh ở cái mức đấy thôi. Còn về độ to thì đây, em cứ tưởng tượng cái lon bia Hà Nội nhé. Đấy, thế hàng bim bim này cứ đem về thả trên sân thượng thôi để cho nó đổi màu da nữa, nuôi tay cút nữa, con đồ chơi ngon lành. K11 750 ngàn bao phí ship. Là mã K12 có giá là 750 ngàn em bao phí ship. Cũng là một phôi trực liền lạc, có phần chân bệ rất đẹp, anh em nuôi nó sẽ ra một cái cục, một cái cục rất đẹp. Bộ đế cây này rất là đều, cút để rất là to lực, định hướng đầy đủ rồi. Đây bông này, đây bông mặt trước và sau lên ngọn này, cây nó lùn, nó rụt rịt, nó chỉ có một cục. Mã K12 giá là 750 ngàn, em bao phí ship. Vâng, sang mã tiếp theo là mã K14, giá là 850 ngàn, em bao phí ship. Một phôi trực 3 vai. Thân rất là lực, tay cút to, một phôi trực kinh điển. Được cắt truyền đây, rất là nhiều lần đây. Hàng này về càng thả càng đẹp, càng thả càng ra tiền. Anh em có thể so sánh với lon bia. Đấy, đây là mặt sau của nó nhé. Cây không có lỗi lầm gì cả, anh em về chỉ việc thả thôi, thả nuôi đợi lên tiền thôi. Rất là nhanh, những cây như này nuôi rất là nhanh lên tiền. K14 mã là 850 ngàn, bao phí ship. K15, một cây lộc vừng củ bệ đẹp, chiều cao 30 cm, phần tàn ngang này là 28, củ này là 35, giá là 450 ngàn, bao phí ship. Hàng nhìn dáng rất là đẹp nhé, rất là gọn gàng, về thả nước được, chơi được luôn.
giá rất là rẻ, 450.000, bao luôn phí ship K15, một cây lộc vừng. Tường thân lắc lượn, củ bẽ đẹp. K16 cũng là một cây lộc vừng, củ bẽ rất là đẹp. Giá là 450.000, bao phí ship. Cây có chiều cao là 35 cm, tàn ngang là 30, phần củ bệ là 32. Mọi người xem phần dáng, phần củ. Đây là mặt sau. Mã K16 450.000, bao phí ship. Cây lộc vừng mọi người nhé. Tiếp theo là một cây nam điền ôm đá, mã K18 là 960.000, bao phí ship. Mọi người có thể thấy là những cây như này của em, cái đường thân của nó nhìn nó rất là rụt rịt, nó đã bệt vào nhau, ôm chặt vào đá này, này nó kéo xuống bên dưới, nó còn có phần chân nữa. Đấy. Nhìn nó ôm đá rất là thích mắt. Đấy, ôm một ít đá thôi, tay cành thì đã đi dây hoàn hảo rồi. 960.000 bao phí ship cho một cây nam điền hoàn thiện, dễ buông, rất là đẹp nha mọi người nhé. Đấy. Mọi người về đắp thêm những cái rêu mốc xanh xanh bên dưới như thế này này, mình chơi kiểu cây dáng làm tiểu cảnh. K960.000 cho cây này. K18 là 960.000. Vâng, cây có chiều cao là 45 cm, tán bay là 47, 45 tính từ mặt chậu này, tán bay này 47. 960.000 em bao phí ship cho một cây nam điền rất đẹp, là mã K19, giá giao lưu là 650.000, em bao phí ship. Cũng là một phôi ba vai có chiều cao 12 cm thôi. Phôi liền lạc, có phần chân bệ bệt xuống, rất là đẹp. Một cục liền lạc, dáng đẹp, cắt truyền. Mọi người thấy là cái phần này lâu quá nó đã liền tịt vào ấy. Mình càng nuôi thì phần này nó càng líp vào, cây của mình nó càng lực càng lùn. Đây, phần chân này, chân nó bệt xuống này, nhìn rất là thích. Hàng thả sân thượng, hàng thả thùng xốp mọi người nhé. 19 650.000, bao phí ship cho mọi người. Tiếp theo là mã K20, em này có giá là 550.000, em bao phí ship cho mọi người. Vẫn là một phôi làm theo kiểu ba vai. Nên mọi người để nhìn thấy dáng dấp nó đây. Đây là phần chân bệ nhé. Đấy, phần chân của nó. Đây mặt chơi đây nhé, mặt chơi nhé. Ba đầu đây. Tay cành cũng được định hướng hết rồi. Bông đệm bên này, ngọn lắc đây. Đây bông, đây bông. Mặt sau nhé, đây, mọi người thì nhìn thấy cây nó phần chân bò trên mặt chậu ấy. Rất là đều, giá rất là êm, 550.000 em bao phí ship cho anh em. Cây này có chiều cao 12 cm thôi. K20. Thế thì hôm nay là tất cả những cái mẫu mà em lên trong clip này, mọi người ưng ý thì ghi lại cái mã số nhé, rồi gọi điện hoặc nhắn tin cho em qua số Zalo hoặc số điện thoại trên góc màn hình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.